Liên chi hội sinh viên Đồng Tháp, đơn vị trực thuộc Hội sinh viên trường Đại học Cần Thơ là tập hợp hơn 1.000 sinh viên quê ở Đồng Tháp đang theo học tại trường. Trong nhiệm kỳ vừa qua, tập thể Liên chi hội sinh viên Đồng Tháp luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc, chỉ đạo kịp thời từ các cấp lãnh đạo địa phương và Hội sinh viên trường Đại học Cần Thơ. Qua đó, đơn vị đã gặt hái được nhiều thành quả nổi bật và đáng tự hào. Về phong trào sinh viên năm tốt, Ban chấp hành Liên chi hội sinh viên Đồng Tháp thường xuyên nhắc nhở và tích cực triển khai phong trào này đến các bạn hội viên sinh viên. Kết quả trong nhiệm kỳ, Liên chi hội sinh viên Đồng Tháp đã có 99 cá nhân được tuyên dương và nhận danh hiệu sinh viên năm tốt cấp trường, 5 cá nhân đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp thành phố, 1 cá nhân đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp tỉnh. Các hoạt động hỗ trợ sinh viên vun đắp ý tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong, tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam do hội sinh viên trường tổ chức như hội thi hát ca khúc truyền thống. Kết quả là Liên chi hội sinh viên Đồng Tháp đã xuất sắc nhận giải nhì nội dung hát hội ca và giải ba hát ca khúc truyền thống năm 2019 và giải ba cho hai nội dung trên trong năm 2020. Hoạt động thu hút 190 lượt hội viên dự thi. Công tác giáo dục ý thức trách nhiệm đối với môi trường, với cộng đồng cũng được triển khai sâu rộng trong hội viên sinh viên Đồng Tháp. Cụ thể là trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên chi hội sinh viên Đồng Tháp đã tổ chức hơn 50 buổi lao động và vệ sinh môi trường trong ngoài khuôn viên trường Đại học Cần Thơ, thu hút hơn 600 lượt sinh viên tham gia. Có 10 đại diện là cán bộ hội, hội viên của Liên chi đã tham gia chương trình họp mặt với Hội đồng hương Đồng Tháp tại thành phố Cần Thơ nhân dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019 nhằm gặp gỡ giao lưu với các cô chú, thầy cô, anh chị thuộc Hội đồng hương, giảng viên, cựu ban chấp hành Liên chi hội sinh viên Đồng Tháp đang học tập và công tác tại thành phố Cần Thơ. Bên cạnh đó, Ban chấp hành Liên chi hội sinh viên Đồng Tháp đã tổ chức thăm hỏi chúc sức khỏe các cô chú lãnh đạo tỉnh nhà nhân dịp Tết Nguyên đán và họp mặt tri thức trẻ năm 2019 và năm 2020 với hơn 18 lượt cán bộ hội, hội viên tham gia và hơn 200 lượt cán bộ hội, hội viên tham gia chúc Tết các cô chú lãnh đạo tại các huyện, thị, thành phố trong tỉnh Đồng Tháp. Nhằm tiếp tục phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, các đơn vị chi hội đã tổ chức các chuyến về nguồn và chúc Tết các thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 với hơn 20 hoạt động, thu hút hơn 600 lượt sinh viên tham gia. Ban chấp hành Liên chi đã cùng với các đơn vị chi hội tổ chức gần 30 hoạt động trong nhiệm kỳ để chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 cho hội viên sinh viên, giúp các bạn có những giờ phút sinh hoạt vui vẻ sau thời gian học tập căng thẳng và góp phần thắt chặt tình đồng hương như những người con Đồng Tháp xa quê. Đồng tạo môi trường giúp sinh viên học tập, sáng tạo và nghiên cứu khoa học. Phong trào hoa điểm tốt tiếp tục được phát động rộng rãi, thu hút đông đảo hội viên tham gia và đã gặt hái được nhiều kết quả thiết thực trong toàn Liên chi cũng như các chi hội trực thuộc. Kết quả trong nhiệm kỳ năm 2018-2020, Liên chi hội sinh viên Đồng Tháp đã chỉ đạo các đơn vị trao hơn 600 phần quà cho các cấp chi hội. Ngoài ra, đã có hơn 5 đề tài nghiên cứu khoa học do hội viên trong đơn vị làm chủ nhiệm hoặc tham gia nghiên cứu. Các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện thể chất, hoạt động thể thao. Bên cạnh nhiệm vụ học tập, hoạt động rèn luyện thể chất, thể thao cũng được tập thể Liên chi quan tâm sâu sát. Ban chấp hành Liên chi hội sinh viên Đồng Tháp đã tổ chức hội thao truyền thống năm 2019. Hoạt động thu hút hơn 300 lượt hội viên tham gia ở các môn thi đấu. Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên chi hội sinh viên Đồng Tháp đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thành công 8 chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và 8 chiến dịch kỳ nghỉ xanh với hơn 390 lượt chiến sĩ tình nguyện tham gia. Trong các chiến dịch, các bạn chiến sĩ đã thực hiện được nhiều công trình phần việc ý nghĩa, làm vệ sinh, phát hoang và sửa chữa 100 km đường nông thôn, dọn vệ sinh khu dân cư, trồng 2.000 cây xanh, tái tạo và xây mới 7 khu vui chơi thiếu nhi tại các điểm trường trên địa bàn tỉnh, thực hiện 6 mô hình biến bãi rác thành vườn hoa nhằm tạo vẻ mỹ quan và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tổ chức thu gom hơn 1.500 chai thuốc trừ sâu, tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề cho hơn 2.000 học sinh tại các trường tiểu học mầm non, hỗ trợ sửa chữa 5 căn nhà theo định hướng của địa phương, tặng 100 bóng đèn đường với tổng giá trị 15 triệu đồng cho địa phương, tổ chức thăm và tặng quà các hộ gia đình chính sách. Liên chi đã tích cực chỉ đạo các đơn vị chi hội lên kế hoạch thực hiện hoạt động tiếp sức mùa thi trong năm 2019 và năm 2020 tại nhiều điểm trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, hoạt động thu hút hơn 200 tình nguyện viên tham gia. Vào dịp Tết Trung Thu năm 2018, các đơn vị chi hội trực thuộc tổ chức phối hợp cùng địa phương tổ chức thành công hoạt động Trung Thu, trao tặng hơn 2.050 lồng đèn truyền thống, lồng đèn giấy tự làm và trao tay gần 1.500 phần quà bánh cho trẻ em, hoạt động đã thu hút hơn 250 lượt hội viên tham gia.
Liên chi hội sinh viên Đồng Tháp đã phối hợp với Hội đồng bằng Trung ương và Hội đoàn Cao Lãnh dưới sự hỗ trợ của Trung tâm Liên kết Đào tạo Trường Đại học Cần Thơ tổ chức thành công chương trình Trung thu ấm tình trăng sen tại trường tiểu học Mỹ Hiệp 2, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh. Chương trình đã tặng 300 lồng đèn cho các em học sinh của trường, trao 30 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, hoạt động thu hút hơn 30 lượt hội viên tham gia với tổng kinh phí ước tính là 9 triệu đồng. Trong năm 2019, Ban chấp hành Liên chi cùng với các đơn vị chi hội trực thuộc phối hợp với địa phương tổ chức 9 chương trình trung thu tại nhiều địa điểm trong tỉnh Đồng Tháp và một chương trình tại tỉnh Hậu Giang. Kết quả có hơn 400 lượt tình nguyện viên tham gia vào các công tác của chương trình như làm lồng đèn, diễn văn nghệ thực phẩm, giúp trao đến các em thiếu nhi hơn 2.000 chiếc lồng đèn cùng với bánh trung thu, quà do các đơn vị vận động được. Tổ chức chương trình chuyến xe đồng hương năm 2019 và năm 2020, kết quả thu được hơn 31 triệu đồng với các hoạt động đi quỹ như bán nem, bì mắm đặc sản, bán món khoái bé sen, bán khăn rằn Long Khánh, các hoạt động thu gom ve chai, giấy vụn, quyên góp sách vở, giáo trình cũ. Ngoài ra, kinh phí vận động được từ các anh chị nguyên là cán bộ hội, thầy cô đồng hương đang công tác tại trường Đại học Cần Thơ là 7 triệu đồng. Vận động được một chiếc xe 50 chỗ do trường Đại học Cần Thơ tài trợ. Sau hơn một tháng hoạt động, chương trình đã tặng 70 phần quà, 60 vé xe, trao tặng 4 chiếc xe đạp cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn của Liên chi hội sinh viên Đồng Tháp. Ngoài ra, các chi hội trực thuộc Liên chi hội sinh viên Đồng Tháp đã tổ chức được hơn 50 hoạt động phong trào như thăm trung tâm trẻ mồ côi, trẻ em khuyết tật, giúp các bạn hội viên có điều kiện chia sẻ với cộng đồng xã hội, hoạt động thu hút hơn 600 lượt hội viên tham gia. Về phong trào hiến máu tình nguyện, Liên chi Đồng Tháp đã phối hợp với các đơn vị bạn của trường tổ chức các buổi hiến máu tình nguyện như vận động hội viên sinh viên tham gia. Kết quả trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên chi đã vận động được hơn 200 đơn vị máu và nhận được bằng khen của hiệu trưởng về có thành tích tốt trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2019. Các hoạt động tạo điều kiện cho sinh viên chủ động hội nhập quốc tế. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban chấp hành cũng đã cố gắng tận dụng những cơ hội tổ chức và tham gia nhiều hoạt động phát triển hội nhập cho hội viên. Cụ thể, trong chiến dịch mùa hè xanh năm 2018, Liên chi đã tổ chức đón đoàn sinh viên Đại học Chiang Mai, Thái Lan. Qua đó giới thiệu với các bạn về những đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp, về Liên chi hội sinh viên Đồng Tháp, tạo điều kiện cho các bạn sinh viên có điều kiện giao lưu, trao đổi với các bạn sinh viên Thái Lan, cùng các bạn ấy tham gia một ngày tình nguyện, hoạt động thu hút hơn 30 hội viên tham gia. Liên chi hội sinh viên Đồng Tháp tổ chức thành công hai đợt phiên chợ sinh viên dưới sự phối hợp của câu lạc bộ tiếng Anh đoàn trường cùng các liên chi hội, câu lạc bộ đội nhóm thuộc hội sinh viên trường. Trong nhiệm kỳ vừa qua, có 3 bạn sinh viên được tham gia trao đổi thủ lĩnh sinh viên tại Thái Lan, 1 bạn sinh viên tham gia trại hè tình nguyện tại Penang, Malaysia. Các hoạt động hỗ trợ sinh viên nhằm gắn kết cũng như giải đáp những thắc mắc của các bạn thực sinh viên trên giảng đường đại học. Liên chi hội sinh viên Đồng Tháp tổ chức chủ hoạt động chào đón cho sinh viên khóa 44 và 45 với nhiều hoạt động bổ ích, có hơn 900 lượt hội viên sinh viên tham gia. Trong năm học năm 2018-2019, Liên chi hội sinh viên Đồng Tháp đã giới thiệu đến các bạn hội viên về học bổng Nguyễn Sinh Sắc. Kết quả có 33 bạn nhận được học bổng với tổng số tiền hơn 180 triệu đồng. Liên chi đã hướng dẫn thủ tục cho một bạn hội viên gia đình có khó khăn đột xuất được hỗ trợ học bổng 8 lồng vàng của khoa kinh tế, giúp bạn tiếp tục an tâm học tập. Liên chi hội sinh viên Đồng Tháp còn làm cầu nối thông tin cho các bạn hội viên nhận được học bổng trước khi đến trường do tập đoàn Hàng Long tài trợ. Có 14 bạn sinh viên tỉnh Đồng Tháp đã nhận được học bổng này với tổng số tiền là 98 triệu đồng. Ngoài ra, có một bạn hội viên được hỗ trợ nhận học bổng thắp sáng ước mơ lần thứ 3 do đại trường Đại học Cần Thơ vận động. Xây dựng hội sinh viên Việt Nam vững mạnh. Nhằm tuyên truyền giới thiệu về tổ chức hội sinh viên Việt Nam và hội sinh viên trường Đại học Cần Thơ, Liên chi hội sinh viên Đồng Tháp đã tổ chức các hoạt động như họp mặt cho sinh viên và lễ kết nạp hội viên. Bên cạnh đó, Ban chấp hành Liên chi cũng luôn khuyến khích các đơn vị trực thuộc thực hiện lồng ghép các hoạt động giới thiệu trong các buổi sinh hoạt hợp lệ của chi hội. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên chi hội sinh viên Đồng Tháp đã kết nạp 653 sinh viên tỉnh Đồng Tháp thuộc các khóa 43, 44 và 45 đang học tập tại trường Đại học Cần Thơ. Đặc biệt, Ban chấp hành Liên chi hội sinh viên Đồng Tháp đã chú trọng quan tâm vào công tác đào tạo cán bộ hội. Cụ thể là đã tổ chức được 3 lớp tập huấn kỹ năng hội mang tên Sứ mệnh về giữa lửa, thu hút hơn 200 sinh viên tham gia. Đạt được những thành quả này là sự cố gắng không ngừng của tập thể Liên chi hội sinh viên Đồng Tháp, cũng như sự giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời từ phía lãnh đạo địa phương và tổ chức hội cấp trên. Chúng tôi xin được chân thành tri ân và xin được chúc cho các bạn sinh viên luôn học tập và công tác tốt trong nhiệm kỳ mới. Hy vọng rằng tập thể Liên chi hội sinh viên Đồng Tháp sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công đáng tự hào hơn nữa.